lên ngọn hải đăng của Vũng Tàu. Giống như là đèo ấy nhở, đưa ở chỗ này có nhà hàng với cà phê. Có gái, ồ bạn gái già. Giống như lên đèo vậy, lên đỉnh núi cứ chạy xung quanh cái đèo. Giờ người ta đang đi xuống thì mình lại đi lên. Đúng rồi. Mà đi từng bàn từng thằng quân đội đây là ngon. Đây mà đi từng bàn quân đội thôi chứ leo lòi hẳn luôn. Đường nói hiểm trở thì cái đây thì ngã không, cái đây mà tôi chạy đường thì cấm ra đây. Đây là khu vực cấm nè. Ra đồ bản là không ngồi chơi khi vắng vẻ à. Sơn tặc lâm tặc ở đây này chứ còn cái xe đạp điện mà leo lên đây cũng nổi cũng gớm nha. Còn tới rồi, đằng trước tôi đi là đường hiểm trở lắm, đâu có được đổ bê tông dài đâu. Thế là lần trước là tao đi là đường nó đâu có được đổ bê tông đâu, hôm nay được bê tông ngon lành hết rồi. Này cao quá, đó đi đường đá, đi đường đất đường đá. Đây nhìn thoát được, đứng đây là nhìn thoát được Vũng Tàu luôn á, cũng như qua wow, show. Này gần tới hải đăng chưa biết, khách du lịch đi du lịch. À. Gần tới hải đăng chưa bạn? Do chắc do gần tới rồi. Thôi tiếp tục lên đường. Thành phố biển giữa biển có sông. Giữa biển có sông vậy thì phải đúng. Nghiêm cấm chặt cà phê nghỉ luôn. Chắc từ đã lên đài thoát cũng phải một cây số á. Chụp xe
đi được mới chạy lên. Ui, chạy nào chạy lên. Ủa, tao cũng biết chạy nào hết. Rồi rồi. Đây lên ngọn rồi đang. Wow, rừng đá đó tao nhớ là ngày xưa đi rừng mà. Bây giờ có đèn. Ngon rồi. Đã là gì rồi? Vũng Tàu Visitor. Visitor nghĩa là gì vậy? Trứng gà luộc ăn không? Trứng gà. Trứng gà. Hải sản hay trứng gà bà. Xin đó là thành phố biển, bên phản đồ biển. Mẹ nó ăn cá đuối chịu. Ăn cá đuối cũng được. Ăn cá đuối cũng đuối lắm mà. Đây tới ngồi hải đang rồi. Đó. Gió mạnh quá. Đây là ngọn hải đăng 5.000 một phiếu giữ xe. Đâu? Cái dưới sữa đó hả? Nè Mẫn, dây một pha nè. Không phải, nối đất trong xét. Này là dây nối đất trong xét. Đi qua đường kia, đi qua đằng đây sao? Ai cho đi qua đằng đấy vậy? Ờ đi được đấy. Trạm biến áp 3 pha 180 kV 5B. Đó là S đó phải không? Đây, đây là ngọn hải đăng. Ôi dồ. Đền thờ kia mình chưa đi nè. Bên kia là đền thờ. Thành phố biển. Đây là ngọn hải đăng nè con. Được lên không biết. Wow. Thôi quay tới đây thôi, mình đi chơi đây.